Kìa, mày xong chưa con? Dạ đâu quá. Tôi ăn lên nha con. Kìa Văn ạ, thôi con đi đây. Mình là Kiệt. Cuối cùng cũng đã đến lúc mình được thực hiện ước mơ của mình rồi. Từ nhỏ mình đã rất thích vẽ tranh. Mọi người trong xóm ai cũng không tiếc lời khen cho những bức vẽ của mình. Gia đình mình thì tự hào không ngớt. Vậy tại sao mình không thử sức ngay bây giờ? Mình đã luyện tập ngày đêm rất chăm chỉ. Mình chắc chắn sẽ làm tốt. Ngay khi vừa đặt chân lên thành phố, mình cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ giữa biển người đông đúc và xe cộ ồn ào. Con người rộng lớn, những tòa nhà cao chọc trời, những dòng người tấp nập, mọi thứ đều xa lạ, mới mẻ. Mình cảm thấy ngỡ ngàng, hồi hộp, không biết diễn tả sao nữa. Mà chân mình cứ bước đều liên tục vậy, không biết mệt. Ánh mắt cứ thao thác nhìn xung quanh, muốn khám phá thành phố này nhiều hơn nữa. Mình biết rằng thành phố không chỉ là nơi để học hành, mà còn là nơi không bao giờ giới hạn sự khám phá. Những giá trị, những niềm vui mới, những điều bất ngờ đang dần hiện ra trước mắt mình. Mình biết mình phải làm việc hết sức để vượt qua, để không phụ lòng ba, người luôn tin tưởng và mong đợi mình. Rằng hành trình từ thôn lên thành phố không hề lãng phí. Đây là cơ hội lớn nhất để thử thách bản thân mình. Không biết thầy cô, bạn bè hay những gì mình gặp đều sẽ như thế nào nữa. Nhưng chỉ nghĩ mình rất hào hứng ngay lúc này. Mình tự hào mỗi bước đi trên con đường mình đi. Đủ sự kiêu hãnh và tự tin, mình đã sẵn sàng rồi đón nhận những gì mà cuộc sống đã dành cho mình. Ê, vẽ xấu á mi. Trời ơi. Không, nhưng mà không chi đâu trời. Ta cũng vẽ như mi thôi. Hai đứa y như nhau. Ráng lên nha con. Ê, vẽ xấu á mi. Mi
Không có cổ phiếu. Nếu mà theo ngành mỹ thuật chắc chắn sẽ rất thành công. Suy nghĩ đi. Alo, bà nghe. Ý con là sao? Ok, và đây là nhóm 3. Tụi mình đã xong, hôm nay tụi mình on set. Và tụi mình đã xong set 1. Và hiện tại set 2, tụi mình bắt đầu ở Garden ạ. Các vị khách du lịch đây rồi. Đây. Nice sir. Mọi người, hôm nay là mấy giờ nhỉ? 12 giờ, và sau đây mình sẽ quay một shot về video của chúng mình chuẩn bị sắp tới, các bạn nhớ đón xem nhé. Quay hôm nay rất là vui. Còn bạn này? Không biết là bạn nghe, 12 giờ đúng vào đường nè. Nhưng mà cũng vui đó. Các bạn ở mình làm việc bạn thấy rất là đẹp. Còn bạn nghĩa này. Hai đau lưng anh cameraman thì sao nhỉ? Ok ok em đúng em chưa nha em chưa quay xong nhiều chút nữa quay tiếp. Tao đang thưởng thức bữa ăn sau một ngày vất vả ngày luôn hả? Nửa ngày vất vả. Ý là tụi tôi ra đây quay mà nó dài tôi nó bay cái gì đây?